Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ một món ăn chơi. Đây là hột dẻ các bạn. Mình mua ở tiệm về, lúc đầu mình không biết cái hột này là hột gì, nhưng mà có nhiều bạn giới thiệu là ăn rất là ngon. Bây giờ mình mở vô các bạn xem nha. Cái hột nó rất là cứng, trước khi mình luộc nên dùng dao răng cưa để cắt hình chữ thập. Làm như vậy nè các bạn, để một lát luộc xong mình lột cho nó dễ. Cắt xong thì mình rửa vài nước rồi đổ nước vào đem đi luộc. Bây giờ mình bắt lên lò để luộc. Bây giờ mình luộc có hai cách, nếu mình muốn ăn khô hoặc ăn mềm. Nếu muốn ăn khô thì luộc độ 5 phút, sau đó bỏ vào lò nướng lại 20 phút nữa. Như vậy nó khô và rất là thơm ngon. Nếu muốn ăn ướt dẻo mềm thì luộc 30 phút các bạn. Nếu các bạn muốn ăn ướt thì chỉ luộc thôi các bạn, còn các bạn muốn ăn khô thì bỏ vô lò nướng lại. Cái nồi này mình luộc 30 phút nè các bạn, không cần nướng lại, ăn mềm. Còn cái phần này mình luộc 5 phút thì nó chưa kịp nở thì mình phải nướng lại trong vòng 25-30 phút nữa thì cho nó khô, nó ngon. Nếu mình ăn khô để vào lò mình nướng độ 20-25 phút, 220 độ các bạn, 220 độ. Mình nướng một lát thấy cái vỏ nó bắt đầu nở ra thì sắp được rồi các bạn. Đó, cái vỏ nó bắt đầu nó nở ra rồi các bạn. Mình canh đúng thời gian 20-25 phút thì bắt đầu mình tắt lò chuẩn bị đem ra. Ăn khô nướng xong thì như thế này các bạn, cái vỏ nó hơi cứng nên phải dùng cái muỗng cà phê nhỏ để cậy. Còn nếu ăn ướt thì luộc xong cái vỏ nở tẹt bẹt thì mình rất là dễ luộc. Phải luộc bằng cái muỗng này các bạn, chứ là một móng tay là gãy móng tay nó cứng lắm các bạn. Nhớ lấy cái muỗng luộc, cái bữa mình không biết mình lấy móng tay chọt cho nên nó đâm vô lũng móng tay luôn các bạn, cứng lắm. Cho nên trước khi mình làm cái này mình sắp bốn góc này để mình luộc để cho nó nở tẻ ra như vậy để mình dễ luộc. Giờ mình lột rồi, mình ăn thử nha các bạn. Mời các bạn dùng, rất là ngon các bạn ơi. Cái hột này, hột dẻ này nó mình đã nếm rồi, nó có cái vị rất là ngon. Nếu các bạn ở Việt Nam có ăn cái hột mít ra, cái hột mít thì nó có những hột thì nó ngon giống cái này, mà cái này 100% là ngon hết. Là như thế nào các bạn hiểu không? Cái vị nó béo, ngọt, thơm. Đó, hột mít thì có những cái nó không có ngọt, có những cái nó chỉ lạc thôi, mà cái này nó ngọt hết các bạn, mà không phải ngọt liệm. Cái vị rất là ngọt, ngọt thôi, chứ không phải ngọt ngọt với đường. Rất là ngon các bạn, rất là thơm, thơm, ngọt, ngon, béo nữa. Mình nghĩ các bạn tìm ở Việt Nam siêu thị chắc có bán. Rất là ngon các bạn.
thấy là nó ngon hơn hột bích. Hột bích thì có lúc có những hột nó hơi ngọt tí, mà cái này nó ngọt hơn tí nữa, ngọt bùi thơm ngon. Chúc các bạn ngày vui vẻ. Bye bye. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy ủng hộ đăng ký kênh và bấm nút chuông để nhận được video mới nhất hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi và chúc một ngày vui vẻ hạnh phúc. Bye bye.